xem con gì nó ngồi trong hang nó được cái lưng ra ngoài đó là con có người tôi yêu tới thương đến từ Omi Asia. There's nothing beneath it. Forgive me for staring. Forgive me for breathing. We might not know why. We might not know how. But baby, tonight we're beautiful now. We're beautiful now. Anh chị em bên tour của mình nữa, thì sau cái chuyến đi này á, thì về thì mình sẽ có được một cái năng lượng mới, tái tạo lại cái năng lượng để mà mình bắt đầu công việc thì nó sẽ hiệu quả hơn, và 6 tháng cuối năm thì sẽ đạt KPI tốt nhất có thể. Em thấy là chuyến đi này rất là thú vị, bởi vì với 250 thành viên của công ty Omis Asia Land thì tụi em đã có những hoạt động rất là vui với nhau. Đặc biệt là sáng nay tụi em đã chinh phục được đỉnh Phan Xipang, là một trong những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời của chuyến đi này. Em xin chúc cho tất cả các anh chị em của công ty Omis Asia Land cũng như là gia đình của các anh chị em thật là nhiều sức khỏe, và chúc cho công ty ngày càng thành công hơn nữa, vững mạnh hơn nữa. Mãi yêu công ty Omis Asia Land.